Thưa quý vị, luồng sáng mạnh gắt và liên tục chấp nháy là hiện trạng của những màn hình LED quảng cáo trên những con phố ở Hà Nội. Đặc biệt vào buổi tối, tần suất chiếu sáng của hệ thống đèn càng mạnh và điều này đã gây ức chế tới việc đi lại của người dân. Ánh sáng từ màn hình LED được đặt trên tuyến đường Thanh Niên liên tục chuyển màu, thông tin cũng vô cùng phong phú. Để thu hút người xem, nó được đặt đối diện với chiều đi của người tham gia giao thông. Điều đáng nói, ánh sáng của những màn hình LED này còn sáng hơn cả đèn đường, khiến người dân gặp không ít phiền toái. Màu nó bị đặc sắc quá, nó hay thu hút người nhìn và gây bị chói lóa. Nó làm cho mình gần như là kiểu bị hoa mắt đấy. Khi mà nhìn vào cái màn hình này, anh nghĩ là không nên để cái màn hình to mà nó lóa như thế này ở giữa một cái nơi công cộng như thế này. Cái thứ nhất là nó làm ảnh hưởng đến giao thông, bởi vì ở đây cái đường Thanh Niên này là cái đường trung tâm mà người tham gia giao thông rất là nhiều. Cái thứ hai nữa là đây là cái nơi của vui chơi nữa, cho nên là để cái màn hình nét ở đây nó cũng, theo tôi nghĩ là nó sẽ bất tiện. Đường Thanh Niên chỉ dài chưa đến 1 km nhưng lại có tới hơn chục màn hình LED như thế này chạy theo dọc vỉa hè. Mỗi màn hình cách nhau chưa đến 20 m và cách làn xe chạy chỉ 0,5 m. Thực tế khi lưu thông vào buổi tối, người tham gia giao thông cần tập trung cao độ để tránh chướng ngại vật. Thế nhưng với cường độ ánh sáng mạnh, màn hình LED này rất có thể là nguy cơ xảy ra tai nạn. Nó có thể là tắt đi một cái khoảng tối và sau bật lại một cái khoảng sáng và không có một cái biên độ chuyển tiếp. Do vậy là về mặt thị giác cho tất cả các lứa tuổi đều rất nguy hiểm. Ngũ sắc thì làm người ta lóa mắt, ngũ vị thì làm người ta lợm giọng, ngũ thanh thì người ta làm chối tai. Cho nên tất cả đều phải có sự chọn lọc, tất cả đều phải có sự cân nhắc, tính toán, thiết kế, thẩm định. Tất cả những chiếu sáng Hà Nội này vô cùng tùy tiện, vô cùng cầu thả. Không có chọn lọc nên những màn hình LED như thế này nghiễm nhiên có chỗ đứng tại những vị trí đắc địa, tiềm ẩn nhiều rủi ro. Nhưng trong các quy chuẩn về chiếu sáng hiện hành mới chỉ áp dụng cho các công trình hạ tầng kỹ thuật, cho chiếu sáng hệ thống đường đô thị, khu vực công cộng, nơi làm việc, nơi ở. Trong khi đó, nguồn sáng từ các biển quảng cáo, màn hình LED thì chưa được quan tâm và thiếu hụt các quy định. Hiện nay mới có các cái quy định là đối với những cái biển quảng cáo ấy mà gây mất mỹ quan đô thị thì có thể bị phạt mức độ từ 10 triệu đến 20 triệu. Và tuy nhiên rằng thế nào gọi là ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, thế nào gọi là ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông, người ta không có tiêu chí. Ví dụ chúng ta phải có những cái thiết bị đo, quy định rõ là ánh sáng, cường độ ánh sáng là bao nhiêu, rồi là vấn đề cái độ thay đổi màu sắc là bao nhiêu, vân vân. Theo các chuyên gia, độ chói của màn hình LED là nguyên nhân gây nên ô nhiễm ánh sáng. Điều duy nhất lúc này là cơ quan chức năng sớm có biện pháp xử lý để đảm bảo an toàn và sức khỏe cho mỗi người dân. Đại diện Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết vừa quyết định tạm đình chỉ 3 tháng đối với hai trung tâm đăng kiểm là 5005V phường An Phú Đông quận 12 và 5003V phường Tam Bình và chi nhánh tại phường Linh Trung thành phố Thủ Đức. Các đơn vị này bị đình chỉ do vi phạm quy định của Chính phủ về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới. Các quyết định có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 12 năm 2022 đến hết ngày 25 tháng 3 năm 2023. Thưa quý vị và các bạn, từ hơn một tuần qua tại 3 trung tâm đăng kiểm là 6001S, 6002S, 6003S, tỉnh Đồng Nai và các trung tâm đăng kiểm tư nhân khác đã xảy ra tình trạng quá tải do lượng xe đến đăng kiểm để lưu hành tăng đột biến. Tại trung tâm đăng kiểm 6001S, thành phố Biên Hòa có 3 dây chuyền kiểm định. Trước đây mỗi ngày kiểm định 150 đến 200 xe. Do lượng xe tăng đột biến, nhiều xe từ các địa phương khác đến đây đăng kiểm, buộc trung tâm này phải tăng thời gian làm việc. Lượng xe tăng hơn 300 xe mỗi ngày. Theo ghi nhận, lượng xe đông là do nhiều xe từ thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Long An tạm dừng một số trung tâm đăng kiểm. Dịp cuối năm cũng là thời hạn hết kiểm định của nhiều phương tiện nên tình trạng quá tải đã xảy ra ở nhiều nơi. Nhiều chủ phương tiện phải đưa xe đến xếp hàng từ 3 giờ sáng để được giải quyết nhu cầu đăng kiểm. Để kéo giảm tình trạng xe xếp hàng dài chờ đăng kiểm, Cục Đăng kiểm Việt Nam đã có văn bản yêu cầu các đơn vị đăng kiểm xe cơ giới phải đảm bảo duy trì hoạt động ổn định, chất lượng, an toàn kỹ thuật. Khi lượng phương tiện đến đăng kiểm tăng cao, đơn vị đăng kiểm phải bố trí thời gian tăng thêm, kể cả ngày nghỉ để đáp ứng nhu cầu tăng cao của người dân. Công an tỉnh Phú Yên vừa ra lệnh tạm giữ 4 đối tượng và đang đấu tranh với 4 đối tượng còn lại trong đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet với số tiền giao dịch hơn 400 tỷ đồng.
Trước đó, vào ngày 25 tháng 12, sau khi đã thu thập đầy đủ chứng cứ, Ban chuyên án phân công 4 tổ công tác tại các tỉnh Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận và thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với các lực lượng có liên quan, đồng loạt tiến hành triệu tập 8 đối tượng để đấu tranh làm rõ hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet. Qua công tác nắm tình hình, các trinh sát phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Phú Yên đã phát hiện đường dây liên tỉnh tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng do Trần Minh Đạt, sinh năm 1985, trú tại xã An Mỹ, huyện Tuy An cầm đầu. Các đối tượng còn lại tham gia đường dây đánh bạc này trú tại nhiều tỉnh, thành phố khác nhau trong cả nước. Tại cơ quan công an, các đối tượng đã bước đầu thừa nhận hành vi phạm tội của mình với số tiền giao dịch từ tháng 1 đến tháng 12 năm 2022 lên tới hơn 400 tỷ đồng. Thưa quý vị, thời gian qua thì tình hình chống người thi hành công vụ có xu hướng gia tăng với tính chất mức độ ngày càng nguy hiểm. Trong đợt cao điểm công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông của lực lượng cảnh sát giao thông phục vụ cho nhân dân đi lại thông suốt, an toàn trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán, thì những hành vi này lại xuất hiện càng nhiều. Phải chăng chế tài để xử lý những côn đồ đường phố này chưa đủ sức răn đe? Đây là vụ việc chống người thi hành công vụ mới xảy ra gần đây tại Hà Nội. Vi phạm khi đi vào làn xe buýt BRT. Nhưng khi cảnh sát giao thông ra hiệu lệnh dừng phương tiện thì nữ tài xế trong xe vẫn tiếp tục nhấn ga lao vào người cán bộ cảnh sát giao thông tại đường Tố Hữu, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Bất chấp hậu quả nghiêm trọng có thể xảy ra. Khá là khó chịu khi mà chứng kiến những cái cảnh đấy, bởi vì thứ nhất là người ta đang một phần nào đấy làm xấu đi cái chính hình ảnh của mình. Thứ hai nữa là họ sẽ làm ảnh hưởng tới cái nhìn của những người dân, và thứ ba cực kỳ quan trọng là nó ảnh hưởng đến chính những người đang thực hiện hoạt động bảo vệ an toàn giao thông đường bộ. Trên thực tế, câu chuyện chống đối người thi hành công vụ khi bị xử lý vi phạm luật giao thông không phải là trường hợp cá biệt mà diễn ra khá thường xuyên với nhiều mức độ, chửi bới, đe dọa, thậm chí sẵn sàng gây thương tích khi bị lực lượng chức năng thổi phạt. Pháp luật đã có quy định rất đầy đủ về việc ngăn chặn xử lý hành vi chống người thi hành công vụ. Tuy nhiên, vì nhận thức pháp luật của người vi phạm còn kém, hay cũng có thể nói là thiếu văn hóa khi tham gia giao thông, nên họ sẵn sàng chống trả các chiến sĩ cảnh sát giao thông bằng mọi cách mà không biết rằng hành vi này không chỉ đối mặt với tội chống người thi hành công vụ mà thậm chí còn đối mặt với tội danh giết người. Tùy từng trường hợp là cái người mà điều khiển giao thông có hành vi mà ngăn cản cái hành vi công vụ của cảnh sát giao thông thì có thể bị xử lý ở điều 300 là tội chống người công vụ. Đấy, và mức phạt có thể lên đến 7 năm tù, tùy thuộc vào cái tính chất mức độ hậu quả và cái định khung hình phạt. Đấy. Hoặc là có những hành vi không trực tiếp gây tổn hại tính mạng, sức khỏe, xâm phạm đến tài sản. Nhưng mà cái hành vi la hét gây cản trở giao thông, làm mất trật tự trị an thì lại có thể bị xử lý về tội gây rối trật tự công cộng. Phải nhìn nhận thực tế, dù mức độ nặng hay nhẹ, thì hành vi tấn công cảnh sát giao thông là vụ chống đối người thi hành công vụ không chỉ trực tiếp đe dọa tính mạng, sức khỏe của người cảnh sát giao thông mà còn dẫn đến nhiều hệ lụy cho công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông chung cho cộng đồng. Chính vì vậy, trong mọi trường hợp đối với hành vi chống đối người thi hành công vụ cần phải xem xét xử lý nghiêm khắc ở mức độ cao nhất để tạo tính răn đe trong cộng đồng. Người tham gia giao thông thì phải chấp hành nghiêm quy định pháp luật và không được có hành vi chống đối lực lượng chức năng. Đây cũng là một cái thể hiện cái ý thức không chấp hành pháp luật, và cái điều này tôi nghĩ là phải được xử lý nghiêm túc về mặt pháp luật. Ngoài cái xử lý hành chính thì căn cứ tính chất mức độ và hậu quả thì phải xử lý về hình sự để tạo tính răn đe. Biến sự bắt buộc trở thành nhận thức, đó chính là gốc rễ của vấn đề. Xử phạt chỉ là phần ngọn, nhưng văn hóa của con người, văn hóa tham gia giao thông mới là gốc. Thiếu văn hóa thì việc xử phạt cũng chỉ mang lại hiệu quả nhất thời. Xây dựng văn hóa tham gia giao thông cần phải được triển khai bài bản, mạnh mẽ hơn nữa, thay vì chỉ nói một cách chung chung. Thưa quý vị, tại phiên tòa phúc thẩm xử lý vụ án liên quan đến thao túng đất vàng liên quan đến Tổng công ty sản xuất xuất nhập khẩu Bình Dương với một số chứng cứ mới và việc nộp thêm hơn 1 tỷ đồng khắc phục hậu quả, Viện Kiểm sát đã đề nghị hội đồng xét xử xem xét chấp nhận kháng cáo của cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương Trần Thanh Liêm.
tại phiên tòa phúc thẩm, hội đồng xét xử thông báo đã nhận thêm một số chứng cứ mới thể hiện cựu chủ tịch tỉnh Bình Dương Trần Thanh Liêm đang điều trị bệnh và gia đình nộp hơn 1 tỷ đồng khắc phục hậu quả. Bên cạnh đó, bị cáo Liêm còn bổ sung thêm nhiều văn bản thể hiện thành tích trong công tác mà trước đây chưa trình lên tòa án cấp sơ thẩm xem xét để giảm nhẹ hình phạt. Cũng tại phiên tòa chiều nay, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân cấp cao tại Hà Nội cũng đã phát biểu quan điểm, theo đó đề nghị hội đồng xét xử chấp nhận kháng cáo của 2 trên 4 bị cáo, trong đó có kháng cáo của bị cáo Trần Thanh Liêm, đề nghị hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt. Theo bản án sơ thẩm, cựu chủ tịch tỉnh Bình Dương bị tuyên mức án 7 năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí.